laptop gaming của Asus thì các bạn rất là thông dụng rồi. Những chiếc laptop như là Top G513 hay là những chiếc ROG chip thì quá là bình thường. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mẫu máy là Asus Top với phiên bản là 17 inch nha. Chiếc máy này mang trong mình là Core i5 thế hệ 12, chip gaming chip H, RAM là 10, RAM là 8GB, SSD là 512GB, thoải mái lưu trữ luôn. Chiếc sàn màn hình là RTX 3050 với chiếc màn hình 17 inch 141 hạt này á, thì chúng ta có thể chiến mọi game một cách mượt mà và rất là đẹp nha, thoải mái không bị mỏi mắt giống như những chiếc màn hình 15.6 inch. Thì chiếc máy này bên Mỹ Hoa Laptop đang phân phối với giá là dưới 20 triệu đồng và bảo hành các bạn 12 tháng còn cứng, phần mềm trọn đời. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ Mỹ Hoa Laptop nha. Cảm ơn các bạn.